với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Mạnh Phù Dao, Nguyễn Kinh Thiên trong vai Trưởng Tôn Vô Cực, Lưu Dịch Quân trong vai Tề Chấn, Lại Nghệ trong vai Tôn Việt, Cao Vĩ Quan trong vai Chiến Bắc Giả. Lương Dịch Mộc trong vai Vân Ngân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Văn Quân, Tạ Trạch, Lý Tài, biên kịch Giải Yến Yến, bộ phim Phù Dao Hoàng Hậu. Tập 1. Còn có biết Phù Dao làm sao để trở thành Phù Dao của ngày hôm nay không? Tới nay quốc quyền đều tập trung dưới thánh địa Khung Thư, thống lĩnh ba nước Thái Nguyên, Toàn Cơ, Thiên Sát, quốc thái dân an. Nhưng mà trăm ngàn năm trước, Thế Phi Thiên nhuộm máu Vũ Châu, sinh linh đồ tháng. Trưởng lão Khung Thiên Trường Thanh Tử dùng chân diệp quyền lên xoay chuyển thiên cục. Tuy nhiên, Thế Phi Thiên vẫn chưa biết bất từ đó. Một chút máu vàng của hắn kết thành một tảng đá ngũ sắc. Đến nay, Thế Phi Thiên tham vọng nổi dậy, và người đánh thức hắn chính là một thiếu nữ sở hữu đá ngũ sắc. Con là truyền nhân của chân diệp quyền lệnh, chỉ có con mới thay đổi được càn khôn, tìm được thiếu nữ đá ngũ sắc. Nếu không, Vũ Châu sẽ vì cô ta mà trở lại cảnh vạn kiếp bất phục. Người lại Phù Dao, tầng thứ ba bí pháp Quyền Nguyên ngũ hành phải vượt qua được cửa ải của Quyền Nguyên Phù Hiệu Nhân. Được, vậy thì thử xem. Thank you.
gan, nhìn thấy sư tỷ còn không hành lễ. Bùi sư tỷ, lúc ra tay đúng là không chút nể tình ha. Một kẻ tạp dịch hạ đẳng của quyền u bộ cũng xứng gọi ta là sư tỷ. Ngươi đừng tưởng đại sư huynh lén lút dạy cho ngươi vài thiêu thức là ngươi có thể đứng ngồi ngang hàng với ta. Kẻ hạ đẳng, mãi mãi là kẻ hạ đẳng. Đứng ngồi ngang hàng. Được. Có điều đáng tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi là tôi học được chiêu thức đó rồi. Ngươi đừng có mơ. Vi phạm môn quy quyền nguyên, tự ý bước vào ngũ hành mật thất tu luyện, hôm nay ta phải bắt trói ngươi đi gặp chủ môn. Ta rất muốn xem thử còn ai xin giúp được cho ngươi. Ê, chờ chút. Sư tỷ à, tôi đã vi phạm môn quy, tỷ muốn trói tôi tới cho chủ môn trách phạt. Nhưng mà bắt trộm phải có bằng chứng, tỷ phải bắt được tôi đã. Chết tới nơi rồi còn dám nói cứng. A Liệt, trói ả ta lại. Dạ. Đúng là ngu ngốc. Bên dưới chính là vực sâu vạn trượng, có bản lĩnh thì ngươi nhảy xuống đi. Tôi sợ quá. Có điều nếu sư tỷ đã dặn dò, tôi sẽ cung kính chỉ bằng tuân lệnh. Tiểu thư, đồ ngốc, con tiện tỳ hèn hạ này, ta không tha cho ngươi. Sư huynh, phù giáo. Từ xa mùi đã nhìn thấy một người thì biết ngay là huynh rồi. Nè, sao mùi lại lén xuống núi nữa vậy? Huynh đã nói với mùi bao nhiêu lần rồi, không được lén xuống núi. Nếu như bị phát hiện thì mùi sẽ bị... Thì mùi nhớ huynh chứ còn sao nữa. Toàn nói lời bậy bạ. Đại sư huynh. Sư mùi. Sư huynh, hôm nay huynh không được bên ả tiện tiền này nữa. Ả to gan tày trời, dám lén xong dòng mật thất tu luyện, lén học chiêu thức. Hồi nãy ả một mạch chạy xuống núi cũng không biết đã phạm bao nhiêu môn quy. Chuyện này phải bẩm với trưởng môn, nghiêm trị không tha. Có chuyện này chứ? Muội đó, lúc nào cũng làm theo ý mình. Bùi sư muội, phù giao tuổi tác còn nhỏ, khó tránh hơi nghịch ngợm. Hay là lần này tha cho muội ấy nha. Đại sư huynh, lần nào huynh cũng bên ả như vậy, con tiện nhân quyền ủ bộ này càng lúc càng vô pháp vô thiên. Quyền Nguyên Sơn chúng ta còn có môn quy nữa không? Nói tới môn quy, Bùi diện sư tỷ cũng đâu có tốt gì. Ngươi to gan. Tôi nói sai rồi sao? Hôm nay vốn dĩ là ngày đại lễ bái tế, tất cả đệ tử của quyền chính bộ đều phải ở trên núi đợi hầu. Bùi diện sư tỷ dù gì cũng là đại sư tỷ của quyền chính bộ, sao cũng lén lút xuống núi làm gì chứ? Ngươi... Bùi sư muội, sư muội giáo huấn rất đúng. Lát nữa huynh về sẽ bẩm báo lại với trưởng môn, nhất định trách phạt nghiêm khắc. Muội đó, một lát nữa về phải vào quyền u bộ úp mặt vào tường tự hối. Trễ một chút nữa ta nhất định sẽ đưa đi chịu phạt, nghiêm khắc dạy dỗ muội. Còn không mau đi đi. Dạ. Ê, đại sư huynh, sư huynh lại để ả đi chứ. Ê, sư muội. Sắp tới giờ rồi, hay là sư muội đi cùng với huynh đi tham gia đại lễ bái tế? Đại lễ bái tế?
tham kiến sư phụ. Lại tổ chức kỳ thi điền đấu, nhờ ơn trời đất mùa màng bội thu. Liệt tông sư tổ tại thượng, đệ tử Yên Liệt khẩn xin tông sư phù trợ Quyền Nguyên bình trị Thái Nguyên, tái thịnh Ngũ Châu. Phù trợ Quyền Nguyên bình trị Thái Nguyên, tái thịnh Ngũ Châu. Ta cho con biết, tuy nói là phái Quyền Nguyên này là đại môn phái võ lâm, nhưng có điều, người thật sự có thể luyện võ là người của Quyền Chính Bộ ở trên núi. Chỉ có những đệ tử hậu vệ quyền quý đó mới có tư cách. À, nơi này của chúng ta gọi là Quyền U Bộ. Quyền U Bộ làm công việc gì? Đó là chuyên làm những chuyện hầu hạ cho người khác. Cái này à, anh nè, dọn dẹp sạch sẽ bên này đi. À, dạ, chú thúc, y phục thuốc cưng đi. Được rồi, đi. Dạ. Nè, cầm lấy. Ta nói với con như vậy nghe. Phàm là những người mặc bộ y phục màu này chính là người có đẳng cấp thấp nhất. Phàm là gặp phải những người mặc y phục màu khác đều phải né tránh. Ha, qua đây. Ai nè, ta nói cho con nghe. Ở đây có cơm ăn, có nơi để ở, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Đó là phúc phần cỡ nào rồi ha. Con đó phải cố gắng làm việc, đừng có nghĩ tới những chuyện vô bổ ha. Đừng có giống như cái con nha đầu phù giao đó, nghe chưa? Ta nói cho con biết, phù giao tỷ đó của con. Phụ giáo đâu? Phụ giáo đi đâu rồi? Phụ trợ Quyền Nguyên bình trị Thái Nguyên, tái thịnh Ngũ Châu. Phụ trợ Quyền Nguyên bình trị Thái Nguyên, tái thịnh Ngũ Châu. Đẹp hết hùng à, phụ giáo tỷ, sao tỷ lại tới đây vậy? Để mặc như vậy đẹp thiệt đó. Của tỷ đâu? Của tỷ đâu? Ở đây nè, đây nè. Tỷ coi. Tỷ xem chúng ta mặc y phục xanh, giả làm người của Quyền Chính Bộ đã đành. Lỡ như bị phát hiện, chúng ta lén xem nghi thức bái tế của trưởng môn, tới lúc đó không biết chết thế nào luôn đó. Quyền Chính Bộ đông người như vậy, ai mà chú ý tới ai chứ. Càng giống như đệ lén la lén lút như vậy càng đáng nghi đó, học theo tỷ. Đúng rồi, đệ thì không ai biết, nhưng kẻ chuyên gây rối như tỷ ai mà không biết. Kỳ thi điền đấu 8 năm mới có một lần, đệ phải tới xem nghi thức bái lễ chứ, hiểu biết một chút đi. Biết vậy không đưa đệ theo đâu. Ê, đừng, để đi. Từ hôm nay, kỳ thi điền đấu 8 năm một lần của phái Quyền Nguyên ta bắt đầu ghi danh. Tất cả các đệ tử thành niên trong môn phái, bất luận là áo trắng, áo xanh, áo đỏ, đều có thể ghi danh thi đấu, bất luận xuất thân, chỉ luận tài nghệ.
Kỳ thi điện đấu được sáng lập từ khi tổ sư Quyền Nguyên khai môn lập phái, thiết lập nhiều đời để chọn ra được một đệ tử anh dũng nhất. Vì muôn dân tứ phương đánh đuổi săn bắt mạnh thú, kẻ thắng được xưng tụng anh hùng. Anh hùng là gì? Tinh khí của cây cỏ là anh, dũng mãnh của động vật là hùng. Người thắng cuộc hôm nay sẽ vẫn là anh hùng. Người đó sẽ mang danh dự của phái Quyền Nguyên, trở thành trường cột của phái Nguyên Quốc chúng ta. Đây là trận tỷ thí có cả sự khảo nghiệm và vinh quang. Những đệ tử nào muốn tham gia phải đem mảnh giấy có vết máu của chính mình bỏ vào trong hổn thiên phương đỉnh này. Một khi đã tham gia, sống chết tùy thuộc vào tỷ thí, quyết không hối hận. Bất luận xuất thân, vẫn là coi thường những người áo đen Quyền U Bộ chúng ta. Không đúng hả? Các người muốn chết sao? Đi mau. Đi. Còn xuống đây cho ta. Mau xuống đây. Còn ức hiếp lão già không biết leo cây có đúng không? Ta nói con biết thì là con xuống đây. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết con. Đại lễ bái tế mà con cũng tới được, con tự mình gây chuyện thì không nói, con còn liên lụy người khác nữa. Con có xuống đây hay không hả? Có xuống không? Con muốn xuống lắm chứ, nhưng mà con sợ cao quá xuống không có được. Ê trời ơi, cái con bé này. Ê chú Thúc, đừng tức giận mà. Phụ giáo tỷ, mau năn nỉ chú Thúc đi. Con đừng có muốn tốt cho nó mà ngăn cản ta, nếu không ta đánh luôn con đó. Ta đánh con luôn. Đừng đánh để ấy. Là con ép để ấy đi. Không phải phụ giáo tỷ ép con đâu, là con tự muốn đi đó. Không là con cần tự biết muốn đi thật mà. Phải tự nguyện hay không, mau quay về phường để làm việc ngay. Dạ. Ôi chú Thúc à, Thúc coi người đã đi rồi, Thúc đừng có mắng con nữa. Hơn nữa hôm nay con chỉ đi xem có một chút xíu thôi, cũng đâu có ai nhìn thấy con đâu. Con xuống đây. Con xuống đây, ta không đánh đâu. Xuống đây ta có việc hay cho con làm nè. Ồ. Hôm nay là 15. Xuống núi lấy rượu đi. Thúc cho con xuống núi hả? Con có đi hay không? Không đi ta tìm người khác nha. Ê, con cuối cùng thì cũng xuống rồi. Con chạy đi đâu hả? Con dám trèo cây nè. Trời con chết. Đau quá à. Đừng đánh nữa mà. Mông của con đau lắm, đừng đánh con nữa. Đứng dậy hả? Đưa ta coi. Nhà đầu như con đúng là quá đáng. Tao còn muốn đánh con dài gậy nữa đó. Phù giao à, còn nói thật đi, Quyền U Bộ chúng ta không tốt chỗ nào chứ hả? Đúng là thân phận thấp hèn, cuộc sống nghèo khổ, nhưng mà già trẻ trên dưới đều rất tốt với con. Đám trẻ như tiểu thất từ sáng tới tối đi theo con dạy cho chúng nó cái gì? Học theo con hả? Leo cây sao? Muốn cởi bỏ bộ y phục đen này lắm có phải không? Con làm sao chứ? Con với mọi người trong Quyền U Bộ đều rất tốt, quan hệ giữa con với Tiểu Bạch cũng rất tốt. Vậy thì con yên phận chút đi. Con làm gì không an phận? Con chỉ cảm thấy không công bằng thôi. Con người sao phải chia tam lục cửu đẳng? Thiếu coi Quyền chính bộ người ta kìa, vừa lên là đã được học võ công rồi, muốn đi đâu thì đi, rồi còn ức hiếp chúng ta nữa chứ. Chúng ta còn phải hầu hạ cho họ, dựa vào đâu chứ? Bạn chúng ta hèn hạ đúng không? Con đừng có nói nhiều nữa. Đây là số phận, là số phận thì con phải chịu thôi ha. Đi thôi. Nè, ra ngoài là không được gây chuyện đó. Con nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Con nghe rồi. Lần này đi 3 tháng có thu hoạch không? Lần này Trần Nhi đi cung kinh, đã gặp Thế Tử. Thế Tử nhân hậu cởi mở, có khí khái hiền sĩ. Trần Nhi vinh hạnh được khen ngợi. Điện hạ nói, trong triều đảng phái độc đoán, người muốn thành lập quân đội của riêng mình, mà con chính là người mà điện hạ muốn chọn. Trên đường trở về con không nghe được tin gì sao? Là tin gì vậy? Cung kinh có biến rồi. Hả? Phụ vương. Chuyện ta giao cho con làm sắp xếp xong rồi chứ? Phụ vương, nhi thần đã sai Chương Hạc Điên, Yếm Binh trong cung, Thú Quân, Bác Vệ đều đã ở bên ngoài thành trì. Lần này tề chấn,
cho dù một cánh cũng khó mà thoát. Tốt, tốt. Tề Dấn ngấp nghé ngôi vương không phải chỉ mới một hai ngày. 3 ngày sau là đại lễ kế vị của con. Không trừ Tề Dấn, dương mạch của Hiên Viên ta khó giữ. Nhớ kỹ, việc cỏ phải tận gốc. Việc cỏ phải tận gốc. Thái Nguyên sẽ là của ta. Không lẽ Tề Chấn dám gây bất lợi cho đại dương? Ông ta là quốc công mà, cũng đã là người dưới một người trên vạn người. Xoán quyền đoạt gì là đại sự làm nhiễu loạn ngũ châu. Tề Chấn quyền thế quá mạnh, hắn với dương tộc Hiên Viên sớm muộn cũng sẽ có trận chiến. Chỉ là không biết lần đại loạn này ai thắng ai thua. Nếu Hiên Viên tộc bị diệt, Tiêu Đại quán đổi, trật tự của Thái Nguyên sẽ bị xây dựng lại. Không lẽ phái Huyền Nguyên của chúng ta đành khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu vậy thì đã sao. Huyền Nguyên chúng ta chốn giang hồ xa xôi, không can dự tranh giành triều chính, không nghiêng không lệch ngồi xem kết quả, đó mới là chính đạo. Nhưng mà Trần Nhi dù gì cũng được điện hạ tán thưởng, trong lòng cũng có chút. Chốn quyền lực không tình riêng, chỉ cần con đoạt được phần thắng trong cuộc thi điền đấu, với địa vị của phái Huyền Nguyên chúng ta trong võ lâm, với địa vị thủ lĩnh của con trong cuộc thi điền đấu, còn sợ không có người tán thưởng sao? Phụ thân dạy rất phải. Chuẩn bị thật tốt, kỳ thi điền đấu lần này con phải thắng. Dạ. Quốc công, thần xem thiên tượng đêm, đêm nay ánh sao u ám, trong cung sẽ có tai ương đổ máu. Huyền hiệu lệnh của ta, tru sát tất cả huyết mạch của gia tộc Hiên Viên. Xuống đi. Yên tâm đi, sẽ không có ai giết ông đâu. Ai muốn bị nguyền rủa là sát quân chứ. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, ông sẽ được nhìn thấy ta đăng cơ ngôi vương của Thái Nguyên. Sao rồi? Nè,
cứu ta với. Ta là Tuyền Đô Tông Tử Quy Nhiên Mơ. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Bùi sư tỷ, lưới này càng kéo càng chặt. Những người bình thường nếu không mất 2-3 canh giờ sẽ không thể chặt lưới, cũng không thể mở được. Chỉ cần có thể bắt được con nha đầu phù giao đó, ta không bạc đãi đệ. Ta sư tỷ. Bắt được mùi rồi. Mùi sư muội, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Huynh cứ tưởng là phù giao mùi. Sao vậy? Mùi rất giống với phù giao sao? Không, không giống. Huynh chỉ là cứ tưởng. Nè mùi sư muội, sao mùi lại tới đây? Sư huynh và phù giao tới được mà mùi không tới được hả? Huynh không phải có ý đó. Nếu đã là như vậy thì huynh đi trước nha. Trong lúc sư huynh ra ngoài du ngoạn, trời vừa vào hạ, huynh xem, chớp mắt trời đã giao mùa, vừa đúng 3 tháng 9 ngày. À không, tính luôn hôm nay vừa đúng 100 ngày từ khi trưởng tỷ xuất giá. Phụ thân một lòng muốn cho muội liên hôn với tướng phủ, hối thúc muội hồi kinh. Gái lớn lấy chồng, sư muội cũng đã đến tuổi xuất giá rồi còn gì. Đại sư huynh vẫn chưa hiểu sao? Muội chỉ muốn ở lại Quyền Nguyên Sơn, muốn ở bên cạnh đại sư huynh. Bao năm nay Bùi sư muội vẫn ở phái Huyền Nguyên, văn võ đều đã tinh thông. Thế kỷ trong kỳ thi điền đấu sẽ có nhiều biểu hiện hơn người. Tiếp đó giang danh Thái Uyên, đừng nói là tướng phủ, cho dù là Dương phủ cũng sẽ tranh nhau kết thân với sư muội đó. Muội không muốn về Côn Kinh, quả thật là muốn tham gia thi điền đấu. Có điều không phải là vì muội, mà là vì đại sư huynh. Muội muốn cho đại sư huynh danh giang Thái Nguyên. Ai làm vậy? Thả ta ra, thả ta xuống. Là con rùa rút đầu nào? Tại sao lại làm trò này chứ? Có ai không? Sư huynh, tâm tư của muội. Là phù giáo.
xác minh thân phận rồi chứ? Đích thực là Quyền Đô Tông Tử Hy Dương Mân. Không sai. Giết. Dân Ngân đại nhân, quốc công có lệnh phải để cho hắn sống. Khoan đã, hình như hắn chết rồi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Phù Dao! Đại sư huynh! Đại sư huynh! Mùi thế nào? Không sao chứ? Không sao. Không phải mùi xuống núi lấy rượu gạo sao? Sao lại thành ra thế này? Mùi không bị thương gì chứ? Hả? Rượu gạo? Tiêu rồi. Đấy. Tiêu rồi. Tiêu cái gì chứ? Tôi chết rồi. Tiêu rồi. Nhất định Chu Thúc sẽ đánh chết mùi luôn. Xem mùi kìa, làm việc sao không cẩn thận gì hết. Thôi bỏ đi. Qua về huynh sẽ giải thích với Chu Thúc. Mùi tìm gì vậy? Sao hả? Mùi đang tìm cái gì vậy? Hả? Đại sư huynh, mới hồi nãy lúc tới đây huynh có thấy một nam tử bị thương hay không hả? Giờ là lúc nào rồi? Mùi còn rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của người khác sao? Mặc kệ đi, hy vọng là hắn không sao. Mùi xem tay mùi kìa, bản thân đã bị thương mà còn rảnh rỗi lo chuyện của người khác. Phù Dao à, mùi là một nữ nhi, nữ nhi thì phải ra dáng của nữ nhi, phải biết khóc, biết ấm ức, biết làm người ta đau lòng. Đại sư huynh đang quan tâm tới mùi đó sao? Nhà đầu ngốc. Nè, qua đó đi rồi để huynh xem vết thương cho. Mùi coi nè, chảy máu luôn rồi. Huynh cũng biết, vì huynh tốt với mùi, đối đặc biệt với mùi, nên có những người hay ăn hiếp mùi. Chuyện ngày hôm qua nhất định là có người cố ý làm. Ấm ức trong lòng mùi huynh đều biết hết. Mùi không ấm ức. Ai ăn hiếp mùi, mùi sẽ ăn hiếp lại. Mùi đó cứ hay cứng rắn. Có câu già néo đứt dây đó mùi biết không? Có điều mùi yên tâm đi Phù Dao, đợi huynh lên làm trưởng môn phái Quyền Nguyên rồi, huynh nhất định sẽ giúp mùi thoát khỏi thân phận nô tỳ. Tới lúc đó sẽ cho mùi đàng hoàng đỉnh đạt, để tất cả mọi người đều biết mùi là người của Yên Kinh Trần. Có câu nói này của đại sư huynh, mũi có chịu bao nhiêu ấm ức cũng không ấm ức nữa. Có điều mũi đang nghĩ, nếu như đại sư huynh có thể giống như thương yêu mũi, thương yêu các đệ tử trong Quyền U Bộ, để bọn họ có thể sớm được thoát khỏi bộ y phục đen đó thì tốt quá. Quyền Nguyên Sơn có quy tắc của Quyền Nguyên Sơn. Được rồi, sao lại nói tới chuyện này? Để huynh đưa mũi về trước. Đi. Có người xông lên núi. Có người xông lên núi. Kẻ nào mà to gan tới vậy? Người đó tự xưng là thuộc hạ của quốc công Tài Chấn. Phái Quyền Nguyên bọn ta hùng cứ Thái Nguyên, tông lĩnh Ngũ Châu, không phải là chỗ các ngươi tùy ý đến. Trưởng môn tôi. Mỹ nhân bất tài chính là Yên Liệt trưởng môn phái Quyền Nguyên. Không biết các hạ xông vào sơn môn là có chuyện gì? Quyền Nguyên Sơn các ngươi chắc cũng có một vài đại phu dùng được chứ? Chỗ bọn ta có người bị thương, là người mà Tề Chấn Thái Nguyên, Tề đại nhân chỉ đích danh phải cứu. Thiên nghĩ các hạ ở Côn Kinh lâu rồi, nên không biết cầu người giúp mình nên có thái độ ra sao. Quốc công tới.
đại phu trong đó rốt cuộc có làm được không vậy? Xin quốc công hãy yên lòng. Vị đại phu ở trong đó là Tông Việt, y thánh danh tiếng vang dội khắp giang hồ. Tông thần y mỗi năm vào mùa thu mới lên núi hái thuốc, nếu không rất khó tìm tông tích. Được ngày ấy trị, nhất định sẽ gặp thuốc khỏi bệnh. Y thánh, mong là hắn không phải chỉ có hư danh. Người bệnh đã khỏe chưa? Người này không sao, trong vòng nửa canh giờ tới nhất định sẽ tỉnh. Vậy mời tiên sinh đi kê đơn thuốc cho người bệnh. Ta đã nói rồi, người này không sao, không cần dùng thuốc. Cáo từ. Vô lễ. Được rồi, bỏ đi. Nếu đã là y thánh dân gian, dĩ nhiên có mấy phần kiêu ngạo không nể vương quyền rồi. Đúng là cùng đô công tử Quy Diệu Mân. Phụ thân, phụ thân, rốt cuộc chuyện này là sao? Dặn dò xuống dưới, mấy ngày này hầu hạ cẩn thận. Rốt cuộc là ở trong đó? Quốc công Thái Nguyên Tề Chấn. Tề Chấn đến Quyền Nguyên Sơn chúng ta vào lúc này, chỉ e là trong cung tình hình có biến. Nhưng lần này đối với các con lại là cơ hội. Các người là ai vậy? Đây là nơi nào? Có đúng các hạ là Tuyền Đô Tông Tử Yên Viên Mân? Phải. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Dương tộc Hiên Viên quả nhiên là danh bất hư truyền. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại biết được mật quyết này? Hạ quan Tề Chấn tham kiến Thế tử Điện Hạ, dám mong Thế tử Điện Hạ tha cho hạ quan tội làm kinh động. Thế tử sao? Ông nói ai là thế tử vậy? Xem ra ngự chỉ của đại vương từ trong thành cung kinh truyền ra vẫn chưa đến kịp. Điện hạ, đại vương đã sắc phong cho người là Thế tử Thái Nguyên. Người ngựa nghênh đón, một hai ngày nữa sẽ đến nơi. Có thật không vậy? Thế tử, người nghĩ thế nào?
Vậy có nghĩa là ta, ta sau này sẽ trở thành quốc vương Thái Nguyên. Đúng vậy. Ta sẽ làm quốc vương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.